Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 27 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo 94 của tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với trưởng văn phòng đại diện công ty Demitsu Kosan của Nhật Bản. Bác sĩ Nguyễn Quốc Sáu, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tiên phong ứng dụng thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết chữa bệnh đột quỵ não. Một thông tin cùng nhà nông phổ biến cách phòng bệnh đạo ôn trên lúa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của tỉnh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 94 của tỉnh, tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 94 của tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo. Trong quý 1 năm 2018, Ban chỉ đạo 94 của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống âm mưu hoạt động, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch tương đối toàn diện hiệu quả. Bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo cũng đã chủ động phân công nhiệm vụ đối với các ngành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền những sự kiện chính trị của đất nước của tỉnh, đồng thời có nhiều tin bài phản ánh về các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, phản biện các thông tin sai nội dung xuyên tạc kích động mâu thuẫn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu trong quý 2 năm 2018, các thành viên Ban chỉ đạo 94 của tỉnh cần tiếp tục thực hiện song song cả hai nhiệm vụ là phòng và chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, tập trung đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc phản động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cán bộ đảng viên và nhân dân đối với lĩnh vực công tác này, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Các cơ quan báo chí thông tin của tỉnh cần chủ động trong việc định hướng viết tin bài tuyên truyền, đảm bảo chính xác để định hướng thông tin cho người dân. Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Nobuyuki Nakamura, trưởng văn phòng đại diện Iramitsu Kosan Nhật Bản. Công ty Idemitsu Kosan là công ty dầu khí hàng đầu tại Nhật Bản. Tại Việt Nam, công ty Idemitsu Q8 đã đầu tư 2 trạm xăng tại Hà Nội và Hải Phòng. Tại tỉnh Hưng Yên, Idemitsu Q8 đang có kế hoạch mở 2 trạm xăng tại khu công nghiệp Thăng Long 2 và trên đường 379 tại huyện Văn Giang. Các trạm dịch vụ áp dụng hệ thống phần mềm cho phép quản lý chính xác số lượng nhiên liệu đến 0,01 lít, cung cấp báo cáo chi tiết các giao dịch cho khách hàng, đồng thời trang bị các công nghệ mới nhất bao gồm bể chứa nhiên liệu 2 lớp, hệ thống đường ống dẫn bằng vật liệu tổng hợp nhằm ngăn chặn tối đa việc rò rỉ nhiên liệu gây tác động môi trường. Phong cách của Idemitsu Kosan là thái độ tôn trọng lịch sự đối với khách hàng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã giới thiệu với trưởng văn phòng đại diện Idemitsu Kosan về điều kiện kinh tế xã hội và những lợi thế của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kỳ vọng công ty sẽ sớm hoàn thiện quy trình thủ tục để đầu tư kinh doanh xăng dầu tại tỉnh cũng như mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất của công ty tại tỉnh. Các ngành chức năng của tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện về mặt thủ tục theo quy định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh với thời gian nhanh nhất. Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị do Ban báo chí tháng 3 năm 2018 với các cơ quan báo chí trong tỉnh. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tháng 3 năm 2018, trong đó có việc thực hiện những kết luận của cuộc giao ban báo chí tháng 2. Đồng chí yêu cầu trong tháng 4, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là những ngày kỷ niệm của đất nước, chú trọng tuyên truyền kế hoạch 88 ngày 5 tháng 2 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí phải chủ động tuyên truyền có chiều sâu những kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2018, tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Từ đầu năm đến nay đã có trên 270 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước các cấp trong tỉnh đầu tư để đẩy nhanh hoàn thiện các công trình chuyển tiếp và công trình mới trong năm 2018. So với cùng thời điểm này năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng trên 13%, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt gần 140 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện đạt hơn 75 tỷ đồng và vốn ngân sách cấp xã đạt gần 60 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách này góp phần sớm hoàn thiện các công trình đã triển khai từ những năm trước, chuyển tiếp sang năm 2018 và các công trình đầu tư mới theo kế hoạch của năm 2018. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Đến tháng 11 năm 2017, các địa phương của huyện Mỹ Hào còn nợ 26 tỷ đồng tiền xây dựng các công trình nông thôn mới. Nhưng đến nay, các xã đã cơ bản trả nợ xong. Để có được kết quả trên cùng với vận động và huy động được nguồn lực lớn từ sự đóng góp ủng hộ của các doanh nghiệp và con em quê hương phát huy nội lực của các xã, các địa phương của huyện Mỹ Hào đã tích cực quy hoạch quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực. Bên cạnh đó, huyện Mỹ Hào cũng đã dành kinh phí cho 4 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017 là xã Phan Đình Phùng, Dương Quang, Hòa Phong, Hưng Long. Vì vậy, đến nay, các xã đã cơ bản hoàn thành trả nợ kinh phí xây dựng nông thôn mới và đang tiếp tục nâng cấp các tiêu chí. Các xã đã hoàn thành trả nợ nhiều là Nhân Hòa, Cẩm Xá, Minh Đức, Bạch Sam. Ở thời điểm này, hầu hết các diện tích nhãn đang nở hoa rộ. Nhiều hộ dân ở xã Minh Tân, huyện Phù Cừ đã tận dụng 150 hectare nhãn tại địa phương và các xã lân cận nuôi ong lấy mật hoa. Toàn xã Minh Tân có 12 hộ nuôi ong lấy mật tập trung tại thôn Diệp Văn với số lượng gần 2.000 thùng. Năm nay, thời tiết thuận lợi hầu hết các vườn nhãn đều cho ra hoa sai với tỷ lệ đạt gần 100% số cây nên sản lượng mật ong thu hoạch tăng so với mọi năm. Mặc dù mới bước vào vụ thu hoạch mật hoa nhãn được khoảng gần 2 tuần, phần lớn các hộ mới quay được từ 1 đến 2 lần mật nhưng bình quân mỗi thùng ong đã cho sản lượng đạt khoảng trên 1 kg mật một lần quay. Dự kiến từ nay đến hết vụ hoa nhãn cũng cho sản lượng đạt khoảng trên 6 kg mật một thùng. Với giá bán từ 100 đến 120.000 đồng một kg tùy theo chất lượng mật như hiện nay, thì các hộ nuôi từ 100 đến 200 đàn ong cũng có tổng doanh thu đạt khoảng từ 60 đến 130 triệu đồng một vụ. Nghề đan mành ở làng Cuông hay còn gọi là thôn Đa Quang, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ đã có từ hàng trăm năm, gắn bó với nhiều thế hệ người dân nơi đây. Ngày nay, mặc dù đời sống nâng cao nhưng thôn vẫn duy trì và giữ gìn làng nghề, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều lao động. Hiện nay, toàn thôn có khoảng trên 300 hộ với 700 lao động nông nhàn làm mành theo quy mô hộ gia đình. Nguyên liệu chính được dùng để đan mành là tre nứa, được chuyển từ các tỉnh Tây Bắc về. Để tạo nên một chiếc mành đủ loại kích cỡ có độ bền chặt, đảm bảo chất lượng, người làm mành phải tiến hành nhiều công đoạn như cưa nứa, chẻ nan và đan lại bằng dây mây chỉ dù. Tùy thuộc vào mỗi loại mành kích cỡ mà giá thành dao động từ 70 đến 200.000 đồng một chiếc, thị trường tiêu thụ của mành làng Cuông rộng khắp các tỉnh trong cả nước mang lại thu nhập cho lao động làm thường xuyên bình quân 6 triệu đồng một tháng. Những năm gần đây, diện mạo xã Lương Tài, huyện Văn Lâm như được thay da đổi thịt, khang trang và sạch đẹp. Sự đổi thay ấy có một phần đóng góp không nhỏ từ những người dân tham gia xuất khẩu lao động, làm giàu chính đáng. Toàn xã Lương Tài có khoảng 200 người đi xuất khẩu lao động, tập trung chủ yếu các ngành nghề cơ khí, may mặc, chăn nuôi, giúp việc gia đình, với thu nhập bình quân khoảng từ 15 đến 30 triệu đồng một người trên tháng. Trong đó, gần 120 người đang lao động tại Nhật Bản, số còn lại phân bố ở các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xuất khẩu lao động còn là nguồn xã hội hóa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Lương Tài. Hiện nay trên mặt sông Từ Hồ, Sải Thị, đoạn qua địa bàn thôn Sải Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, ngập tràn rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại đoạn sông Từ Hồ, Sải Thị thuộc địa bàn xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Các loại rác thải sinh hoạt như túi ni lông, bao tải rác, thùng xốp, chai nhựa, xác động vật chết được vứt trôi nổi trên mặt nước. Nước sông đen kịt, bốc mùi hôi thối, chỉ cần đứng vài phút tại đây là không thể chịu được. Hiện tượng trên không chỉ gây mất mỹ quan mà còn làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Thiết nghĩ để khắc phục tình trạng trên, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn bảo vệ dòng sông. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp xử lý tình trạng này. Ven đường tỉnh lộ 386 đoạn đi qua các xã Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, hiện cũng có nhiều điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù có biển cấm đổ rác, song do ý thức còn kém trong công tác bảo vệ môi trường, người dân vẫn vô tư tập kết rác thải tại khu vực này. Một số điểm tập kết rác thải tại hai xã Nguyễn Trãi, Văn Nhuệ đổ tràn ra ngoài đường, rơi vãi xuống kênh mương. Việc xử lý rác thải còn hạn chế, những đống rác chất cao để lâu ngày nên bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sản xuất của người dân. Thưa quý vị và các bạn, hơn 4 năm qua với lòng yêu nghề, giỏi chuyên môn, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quốc Sáu, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã ứng dụng kỹ thuật tiêu sợi huyết điều trị, chữa đột quỵ não, giúp cho hàng chục bệnh nhân thoát khỏi liệt nửa người, giảm tai biến. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối hiện cũng là bệnh viện đầu tiên ở tỉnh ta thực hiện thành công được kỹ thuật này. Được lãnh đạo bệnh viện ủng hộ, sau hơn 3 tháng được đào tạo bài bản tại Bệnh viện Bạch Mai về thực hiện kỹ thuật tiêu sợi huyết Antepla là một kỹ thuật tiên tiến của thế giới được áp dụng để điều trị tai biến, giúp bệnh nhân thoát khỏi biến chứng liệt nửa người. Đầu năm 2014, ca bệnh đầu tiên được bác sĩ Nguyễn Quốc Sáu điều trị đã đem lại kết quả ngoài mong đợi. Đó là trường hợp của bà Lê Thị Suốt, trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, bị đột quỵ não. Sau 2 ngày điều trị, bà Suốt đã có thể vận động tay chân và đi lại được. Đến nay đã có tổng số 30 bệnh nhân được bác sĩ Sáu điều trị tiêu sợi huyết thoát khỏi tai biến liệt nửa người. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, đã có 5 bệnh nhân may mắn được thoát khỏi căn bệnh tử thần. Rất tuyệt vời. Tôi cũng không thể ngờ được tôi được như thế này. Tôi khi tôi bị, thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Không có một cái hy vọng gì là để mà nghĩ rằng mình có thể đi lại được đấy. Thế nhưng mà sau khi là được điều trị bằng thuốc nữa, đấy thì gần như là nó phục hồi rất nhanh đấy. Mà tôi cảm thấy là nó là một cái sự tái sinh. Thời gian gần đây, bác sĩ Sáu đã cùng đồng nghiệp cố gắng kéo dài hơn thời gian vàng cho bệnh nhân đột quỵ từ 3 giờ đến 4,5 giờ, tăng cơ hội được điều trị liệt nửa người cho bệnh nhân tai biến. Khi có dấu hiệu về ngôn ngữ, về vận động, về cảm giác, về điều phối chân tay thì mọi người phải hiểu đấy là mọi người đang có khả năng bị đột quỵ. Thì việc đầu tiên phải để bệnh nhân cho nằm nghiêng, còn bình thường chúng ta có thể cho nằm đầu cao một chút, không được để bệnh nhân ăn uống cái gì cả. Nếu hạ đường huyết thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống một chút đường thôi. Nhanh chóng liên hệ với cái cơ sở y tế đấy là 115 để người ta vận chuyển bệnh nhân đến. Chúng ta đừng có để trì hoãn bệnh nhân ở nhà. Trong một bệnh viện sẽ hoàn toàn yên tâm phát triển chuyên môn nếu có một nơi có thể gánh tất cả những bệnh nặng cần phải xử lý, thì bác sĩ Sáu chính là cái người để cho anh em có thể yên tâm dựa vào. Và cái phương pháp điều trị đột quỵ não bằng tiêu sợi huyết góp một phần rất là lớn vào cái sự thành công và phát triển chuyên môn của toàn bệnh viện, khẳng định được cái thương hiệu, cái chất lượng điều trị cho cái nhóm bệnh tim mạch. 12 năm công tác, dù ở cương vị nào, bác sĩ Sáu luôn thể hiện được phẩm chất của người thầy thuốc yêu nghề, hết lòng với công việc, được bệnh nhân tin yêu, đồng nghiệp mến phục. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, mới đây, Công ty Đầu tư và Phát triển Phúc Hà đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm đã tổ chức cho cán bộ đoàn viên công đoàn của công ty tham gia hiến máu tình nguyện. Đợt hiến máu lần này có 110 cán bộ đoàn viên công đoàn công ty tham gia, trong đó có cả tổng giám đốc và giám đốc công ty cũng tình nguyện hiến máu. Kết quả đã tiếp nhận được 75 đơn vị máu, trong đó có 51 đơn vị máu 350ml và 24 đơn vị máu 250ml. Số máu này được đưa về dự trữ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Được biết, đây là lần thứ 4 Công ty Đầu tư và Phát triển Phúc Hà tham gia hiến máu tình nguyện. Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào vừa tổ chức lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Chùa Bà Dề. Chùa Bà Dề ở thôn Vô Ngại, xã Ngọc Lâm thờ Phật A-di-đà và An Hoa Công Chúa, con gái của vua Lê Thái Tông Triều Lê. Bà là người có công giúp nhân dân làng Vô Ngại khai khẩn đất hoang, mở mang đồng ruộng. Bà đã lập chùa tu hành, khi mất, được nhân dân địa phương tôn làm Phật bà thờ phụng muôn đời.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa là nơi hội họp của cán bộ cách mạng và lãnh đạo nhân dân kháng chiến, tập hợp dân quân du kích đánh các đồn bốt của giặc. Sau nhiều năm bị xuống cấp và sự tàn phá của chiến tranh, chùa được trùng tu tôn tạo nhiều lần. Với những giá trị về văn hóa và lịch sử, chùa Bà Dề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức 8 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản từ năm 2018 đến năm 2020 tại 6 huyện Tiên Lữ, Yên Mỹ, Kim Động, Khoái Châu, Phù Cừ và Ân Thi. Mục đích của việc chuyển đổi nhằm khai thác được những lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên của từng địa phương, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững, tăng nhanh khối lượng nông sản hàng hóa và gia tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Theo đó, khi chuyển đổi, phải tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sử dụng đất nông nghiệp. Việc lựa chọn loại cây trồng, thủy sản và thủy cầm phải bám sát nhu cầu của thị trường, tập quán và kỹ thuật canh tác của nông dân. Đặc biệt, cấm làm nhà ở, kể cả lều, lán, nhà ở tạm trên đất chuyển đổi. Theo kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa, giao cho các huyện thành phố đến năm 2020 là trên 7.000 ha. Hiện tại, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, tuy nhiên, trên một số diện tích đã bắt đầu xuất hiện sâu bệnh gây hại, trong đó có bệnh đạo ôn. Theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, thời điểm hiện tại, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh và gây hại cục bộ, đặc biệt trên một số giống nhiễm như nhóm lúa nếp Q5, chủ yếu ở những ruộng cấy sớm bón nặng đạm, tỷ lệ hại phổ biến 0,3-0,5%, nơi cao 3-5% số lá. Để phòng trừ, bà con cần dừng ngay việc bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng phân bón qua lá, luôn giữ đủ nước trên ruộng và sử dụng các thuốc đặc hiệu như Ban Can 600 WP, Băm Gôn 400 WP, phun trừ ngay những ruộng bị nhiễm bệnh, phun ướt đều hai mặt lá để đạt hiệu quả cao, không để bệnh phát sinh phát triển ra diện rộng. Nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời ổn định chăn nuôi trong thời điểm bão giá, của xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã thành lập hợp tác xã thương mại dịch vụ Quảng Phát chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh. Gia đình anh Vũ Văn Kỳ, thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, đầu tư trang trại chăn nuôi lợn từ năm 2008 với tổng đàn lợn gồm 40 con lợn nái và 400 con lợn thịt. Những năm gần đây, do bão giá cả xuống thấp để giữ vững chăn nuôi, gia đình anh Kỳ đã gia nhập hợp tác xã thương mại dịch vụ Quảng Phát, trong đó chú trọng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Giai đoạn đầu thì là vaccine tẩy tận 3 ngày một tuần, 14 ngày, 21 ngày, mới lại qua một tháng. Nó khoảng 5 mũi vaccine là con lợn tương đối ổn định nhỏ. Chúng tôi cũng chấp hành về tiêu độc khử trùng tương đối là tốt. Thứ hai là cám này bây giờ là chăn nuôi là về đến xuất bán là không có kháng sinh. Cũng áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh như gia đình anh Kỳ, từ năm 2017 gia đình anh Đoàn Hồng Quảng còn áp dụng biện pháp chăn nuôi bằng thảo dược gồm các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như tỏi, nghệ, đinh lăng, bông mã đề, v.v. nghiền nhỏ rồi trộn với cám ngô, cám gạo, đậu tương cho đàn vật nuôi ăn ra bữa. Anh Quảng cho biết chăn nuôi theo hình thức trên cho chất lượng thịt thơm, dẻo, khi chế biến không có váng và đặc biệt là giá bán cao hơn thịt lợn thông thường từ 15-20%. Hợp tác xã thương mại dịch vụ Quảng Phát được thành lập từ năm 2017 với 10 trang trại chăn nuôi trên 350 con lợn nái và trên 3.000 con lợn thịt. Gia nhập hợp tác xã, các hộ chăn nuôi được học tập về quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Chúng tôi cũng đang thực hiện cái gáp ấy, thì cũng được tập huấn về cái quy trình. Thì chúng tôi cũng phổ biến cho anh em ở trong hợp tác xã làm theo các cái tiêu chí, rồi gồm có các cái nội dung và vaccine, chuồng trại vệ sinh, đấy, hay phun khử trùng định kỳ. Thực hiện được cái gáp ấy thì cái hiệu quả về con lợn rất là tốt, về tăng được năng suất, chất lượng thịt thì tốt hơn, và hay thị ra thị trường thì khả năng là nó cũng nhích hơn mấy cái lợn không có cái nguồn gốc.
Áp dụng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, các hộ đã nâng cao được ý thức trong việc nói không với chất cấm trong chăn nuôi. Tất cả các hộ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi, từ việc tiêm vaccine phòng bệnh theo đúng độ tuổi tới việc nói không với thức ăn chăn nuôi có chứa chất kháng sinh. Nhờ vậy, hầu hết các hộ chăn nuôi với số lượng lớn, song chưa bao giờ để dịch bệnh xảy ra và bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với chăn nuôi truyền thống.